Xã Long Khê, cái nền này là 70 m nhân 45 m. Cái nền này chủ đang bán với giá là 4 triệu 2 một mét vuông. Tổng thể của nó là 317 m á. Hoàn thành nhân ra nó khoảng 1 tỷ 3 30 ba mấy á. Khoảng tỷ 3 ba mấy triệu euro đó là chủ bán nha. Ở đây đường nhựa này 6 m. Ở đây chạy cả chừng 100 m là ra tới đường kinh 5 kiểu à. Thì rẽ tay phải đường kinh thì đi về chợ Cầu Tràm, mà rẽ tay trái thì đi về cầu Khê. Ông Thanh sẽ chạy một đoạn cho bà con mình thấy. Rồi, bên mình thì cao ráo là anh đã san lấp mặt bằng rồi. Bên trước mặt mình nó có con kênh để thoát nước tưới tiêu rồi nè. Đó, mình rẽ tay phải. Rẽ đây đi về khu công nghiệp Cầu Tràm. Bây giờ Văn Thanh sẽ rẽ hướng này để đi về ủy ban xã Long Khê. Cái đường mình đi vô sẽ phải 8 tấn. Trong kia thì người ta làm nhựa rồi, còn ngoài này thì vẫn còn rải đá xanh. Đường này gọi là đường kinh 5 kiểu bà con. Đường này khoảng độ 2 cây số là ra tới đường 835, thì ra đó là ủy ban xã Long Khê đó. Đó, Văn Thanh chạy một đoạn cho bà con mình thấy. Thì ai có nhu cầu mua cái đất này để ở thì liên hệ với Văn Thanh. Giá của nó khoảng 1 tỷ 3 30, tính ra là 4 triệu 2 một mét vuông. Tổng diện tích của nó là 317 mét vuông, 5 x 45 mét vuông thổ cư. Đây là xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thì đây đi cái chừng 3 cây số là nó qua tới bên kia cầu Long Khê là xã Phước Lợi rồi, là thuộc Bến Lức bên kia đó, đi ra quốc lộ 1A khoảng 5 cây số.